trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngung, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na tê na thê rô sô hô ti dê na sa pa lê tăng si rô pa ri bác cô quá dô ta sa mô kha chi nô ti bút cha ti. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương gàn, sư già rộng tuếch xứng mang danh này, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tiên nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 260. Nát tê nát thê rô sô hô tí dê nán sá phá lý tăng sĩ rô phá rí bác cô quá yô tán sá mô khá chín nô tí vút chá tí. Nát tê nát thê rô sô hô tí dê nán sá phá lý tăng sĩ rô phá rí bác cô quá yô tán sá mô khá Chino Tivuchati. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nate nate roso ti ye nan sa pa li tang si ro pari pak ko wa yo tan sa mong kha chin no ti vun cha ti. Na te ro so ho ti ye nan sa pa li tang si ro pa ri pa ko wa yo tan sa mong kha chin no ti vun cha ti. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương gàn, sư già rỗng tuếch xứng mang danh này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Dạ Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, con kính lên lễ ngài thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả phật tử. Dạ, kính cảm ơn cô như pháp, cô Tina, dạ Pháp Liều Cai Thần Đạo và chị Đặng Đông để cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc có pháp cú số 260. Na tê rô sô hô tí ye na sa pat li tang si ro bari pat ko wayo tat sa mo ga ni chi no ti hu cha ti. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Và đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đau trưởng lão sa môn, phải đau đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương ngàn, sư già rỗng tết xứng mang danh này. Dạ, dạ con xin đọc bài kệ. Na tê na thôn rô sô hô tí ye na sa pang li tăng si rô bà rì bát cô qua chỗ tận xa mô cha ni nô vi vốn cha ti. Na tê na thê rô sô ti ye na sa pang li tăng si rô bà rì bát cô qua chỗ tận xa mô cha ni nô vi vốn cha ti. Không phải là trưởng lão, nếu cho các bạc đầu, người chỉ tuổi cao được gọi là lão ngu.
của thượng tọa của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Phải đau trưởng lão Sa Môn, phải đau đầu bàn tượng tôn trân đoàn. Tuổi cao trí kém ương ngàn, sư già rỗng rỗng tuếch, xứng mang danh này. Và dạ, đó là bộ thơ của ngài Giới Đức. Và dạ, con đã đọc xong mà kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Đệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Chính đạo quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 260 ạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Na te na te ro so ho ti ye na sa ba li tang si ro ba ri pa ko ya vo tan sa ma kya chi no ti vo tu cha ti na te na te ro so ho ti ye na sa ba li tang si ro ba ri pa ko wa yo tan sa Maya chino ti vut cha ti. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang si ro ba ri pa ko wa yo tan sa mo ga chi no ti vut cha ti. Phải đau trưởng lão Sa Môn, phải đau đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí ưa ngàn, sư già rộng tới xứng mang danh này. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Huynh Vatsana đã bắt bài ạ. Dạ, con xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân ạ. Sa thú xích trần đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài Pháp Cú số 260. Na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang si ro pa ri pa ko wa yo ta sa mo ga chin no ti pu cha ti na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang si ro ba ri pa cô quá vô tác sạch mồ gá chìn nồ tí vút chá tí ca tê ná thê rô sô hồ tí dê nát xá pá lý tăng xí rô pá rí pát cô quá vô tác xá mồ gá chìn nồ tí vút chá tí. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Phải đâu trưởng lão Sa Môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương ngàn, sư già rỗng tuếch, xứng danh danh này. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Với Đức. Và Cẩm Nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của sĩ Pháp Nguồn Lào Cai. Con cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật, Ấn Đức Pháp, Ấn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Giác Đông, cô Trần Đạo, Nhung Pháp, cô Như Pháp, cô Quang Thanh cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con cảm ơn chú Vatana cho bài. Dạ, con xin phép được đọc ôn bài câu Phật Cú 260 ạ.
Na te na te ro so ho ti ye na sa pali tang si ro pari pak ko wa yo ta sa mo ka chin no ti but cha ti Na te na te ro so ho ti ye na sa pali tang si ro pari pak ko wa yo ta sa Mô kha chín nô quý vút cha ti. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao, được gọi là lão ngu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng môn tăng đoàn, tuổi cao trí kém, ưng gàn. Sư già giống tuất, xứng mang danh này, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin phép được kệ ạ. Na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang ri so pa ri pa ko wa yo tan sa o kha chin no ti vu cha ti na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang ri si ro Paripako vayotasa mokachino tibuchati. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao, được gọi là lão ngu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ươn gàn, sư già rộng tuếch, xứng mang danh này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc ôn bài xong, con xin kính mời Nhâm Phạm. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ sa thú sĩ nguồn Lào Cai ạ. Nam mô Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Viriyaratana. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú 260 ạ. Na te na te ro so ho ti ye ye na sa pali tang si ro pari pa ko wa yo tassa moga chinoti uchati. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao, được gọi là lão ngu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương gàn, sư già rỗng tuếch xứng mang danh này. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kệ câu 260 ạ. Na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang si ro pa ri pa ko wa yo ta sa mo ga chin no ti wu cha ti. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Con xin mời Xích Quang Thanh ạ. Sa thú Xích Như Phạm. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức và quý sư hiện diện đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 260. Dạ cảm ơn Sư Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con cảm ơn chú Quát Thần Á đã quát bài ạ. Na te na te ro so ho ti re na sa pa li tang si ro ba ri bak ko wa ro ta sa mokha chino ti vuk cha ti na te ro so ho ti
Thế nát sa ba lì tăng si rô. Rì bác cô hòa rô tát sa. Mô ca chi nô tì vúc cha tì. Không phải là trưởng lão. Nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn. Tuổi cao trí kém ươn ngàn gàn, sư già dũng tích xứng mang danh này. Đấy bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Dạ, con mời chú Quát Tha Ná. Sa thu sa thu lần thầy con thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, Kính đảnh lễ ba ngôi Tam bảo Đức Phật. Giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ đại đức chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung, cho con xin đỡ kể kinh pháp của 260 và cảm ơn. Thầy đạo tràng cho biết nghe rõ. Na te na the ro so ho ti ye na sa pa ri tang si ro. Paripako vayo tassa mokha chino ti vokcha ti na te. Xin sám hối. Na te na te ro so ho ti ye na sa paritang si ro paripako vayo tassa mokha chino ti vokcha ti. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Bản dịch Ngài Minh Châu. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn. Tuổi cao trí kém ươn gàn, sư già rong tích xứng mang danh này. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật. Dạ con xin được xuống mic và kính mời cô tu nữ Như Pháp. Kính mời cô. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Quốc Thanh ha. Dạ còn vị nào ôn bài không à, cho Như Pháp một tín hiệu à. Dạ còn vị nào không à. Ồ, mến chào cô Hành Kiểm. Cô Hành Kiểm đưa tay ôn bài. Dạ bữa nay cô Hành Kiểm cầm mic coi được không? Có thể ôn bài được không cô Hành Kiểm? Alo, cô Hành Kiểm có nghe được âm thanh Như Pháp không? Cảm ơn Quảng Thành. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào nữa không quý vị? Còn vị nào chưa ôn bài ngoài cô Hạnh Kiểm ra không? Nếu vị nào thì xin mời bằng tay ạ. Dạ, trong khi chờ đợi chắc có cô Hạnh Kiểm chưa nghe được rồi. Con xin được ôn bài Cao Phúc Quốc Kinh số 260. Dạ cảm ơn cô Rắn Đồng. Na te na te ro so ho ti ye na sa ma li tang si ro ba ri ba ko wa yo ta sa mo kha chin no ti vu cha ti. Dạ cảm ơn Dung Phạm. Na te na te ro so ho ti ye na sa ma li tang si ro ba ri ba ko wa yo ta sa mo kha chin no ti vu cha ti. Không phải là trưởng lão, nếu có, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Và đây là bản chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na te na the ro so ho ti ye na sa pa ri tăng si ro ba ri bát cô wa yo ta sa mo kha chin no tì vụt cha tì. Nà tê thê rô, nà tê thê, nà tê, nà thê rô sô hô tì dễ nà sa ba đi tăng si rô. Bà đi bát cô hòa dỗ ta sa mở kha chinh nô tì vụt cha tì. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương ngàn, sư già rộng tết xứng danh,
xứng mang danh này, và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mến chào cô Hoa Nguyệt chị vào đạo tràng. Vậy là đường nét của cô hành kiểm yếu rồi. Như Pháp vừa đọc bài vừa nhìn bàn tay của cô, nhìn tín hiệu của cô, nên bị đọc bài sai, mất đền cô đó. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, bây giờ cô có thể cầm mic được chưa? Có nghe được không? Dạ, cho một tín hiệu đi, nếu nghe được và có thể cầm mic được cho số 1 thì Như Pháp nhường mic à. Còn không thì Như Pháp xin khóa sổ nha. Dạ, cũng đã hết giờ rồi. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp của kinh số 260. Như Pháp kính cảm ơn tất cả quý đạo hữu đã hoan hỷ đưa bàn tay ôn bài ngày hôm nay, rất là xa thú, rất nhiều bàn tay. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là câu pháp của kinh số 261. Và cảm ơn Minh Quang Thanh Á cho bài học. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng Như Pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Gia Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Gia Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết bù sẵn tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Hữu sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tỉnh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh 261. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư con sẵn sàng trước mái chưa bạch sư? Sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, nãy con quên hỏi. Dạ, con quên hỏi mà con thỉnh pháp sư rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Hình như đường nét chưa được ổn hay sao. Dạ, quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Dạ, kính chào cổ Thiên Lạc vừa giao đạo tràng. Dạ, sư có trước máy chưa bạch sư? Đường truyền sư ổn chưa? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, sư nói đợi chư một chút, có vị nào ôn bài lần hai không thì xin đưa bàn tay lên ạ. Cô Trần Đạo, cô Pháp Nguồn Lào Cai, cô Tâm Phương. Dạ, còn vị nào nữa? Những vị nào mà ít vào đạo tràng thì xin đưa bàn tay lên. Cô Tâm Phương còn trước máy không, cô Tâm Phương? Cô Quang Nguyệt hả? Cô Quang Nguyệt hương năm là không có bao giờ cầm mít Nhung Phạm.
Nhung Phạm rất là giỏi luôn á. Phải nói là Nhung Phạm là thuộc hàng đi sau mà về trước đó, cô Đặng Đông. Nha, rất là giỏi, phải công nhận rất là giỏi luôn. Alo, phải rất là hoan hỷ với những gì trẻ. Dạ, bà già thì đi chậm lục quá phải không? Giống như rùa, giống như Tina nè, Nhung Phạm nè, và Thô Pháp Nguồn Lào Cai nè. Những vị đi sau về trước, mình già lụm cụm quá phải không? Phải không cô Rạng Đông? Dạ, nếu được thì mời Nhung Phạm đưa bàn tay ôn bài lần nữa đi Nhung Phạm. Thì Na chắc mận việc rồi, không thấy nhúc nhích. Pháp Nguồn nào ta cai cũng không thấy nhúc nhích. Alo, Nhung Phạm cầm mít được không? Tâm Hương lúc này nó làm giàu lắm. Thích vô rung mà mời cũng không lên nữa nha. Nhưng bạn cầm mít được không? Cho Như Pháp một tín hiệu à. Ồ, vậy là Như Phạm không cầm mít được hả? Xà thủ, dạ con cầm mít để sư chuẩn bị cho xong. Bây giờ con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, xà thủ lành thay. Dạ, con kính lễ chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư quý vị đang hiện diện. Xin chào tất cả quý vị đang hiện diện ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, cảm ơn quý vị cho việc tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 261, phẩm Pháp Trụ Tham Thác. Dạ, 261. Dạ, cảm ơn Pháp Thực Thành á. Dạ, để bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay, chúng con xin thỉnh cung chư Tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ Phật. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sua-kha-to Bhagavata-tammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka-sangko Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa chúng con xin thành kính linh đại chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 261. Dạ, câu 261, phẩm Pháp Trụ. Dạ, câu kệ ngôn Pháp Cú số 261 có nội dung như sau. Yami sacchan cha dhammo cha ahimsa sanyamo dhammo sa ve vanda malo tiro Hero iti bhavuchati Yami sacchanja dhammo cha Ahimsa sanya modamo Sa ve vanda malo thiro
Heroiti Pavuchati. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc trí không cấu uế, mê xưng danh trưởng lão. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc trí không cấu uế, mê xưng danh trưởng lão. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Thầm kéo cái quạt bệnh này. Không chưa, cắm điện không được. Cái này nó ổn. Câu kệ ngôn pháp cú số 261 bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Trên Đá Chánh Thân. Sự chân thật, sự đúng đắn, sự không hãm hại, sự thu thúc, sự tự chế hiện diện ở vị nào, đương nhiên vị ấy có ô nhiễm đã được rũ bỏ, vững chãi, được gọi là vị trưởng lão. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Giới Thức. Vị nào chân lý lên đường, tự chế vô hại chẳng vương nhiễm gì, sống đời chánh hạnh tuệ tri, xứng danh trưởng lão, xứng vì sa môn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Câu kệ ngôn pháp cú số 261 này, cũng như là câu kệ ngôn pháp cú số 260, là nhóm câu kệ ngôn pháp cú có cùng một cái duyên sự. Dạ. Có cùng một cái duyên sự. Thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta đã được học câu kệ ngôn pháp cú số 260 rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục cũng cùng cái duyên sự này. Trước khi đi vào cái phần duyên sự và ý nghĩa thì chúng ta cũng sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Quý vị quan hỷ chờ cho tất cả một tí xíu. Dạ. Dạ, chúng ta học duyên sự về ý nghĩa câu kệ ngôn pháp cú. Hãy sơ lược ngữ vựng. Yam hi satchan cha dhammo cha ahimsa sanya mo dhammo sa ve wanta malo thero thero ti thero iti pavuchati. Dạ, câu đầu tiên là yami satchan cha dhammo cha. Yam hi có nghĩa là vị nào. Vị nào. Sát chân chá cái từ sát chân cộng với lại chá, sát chân là sự chân thật, chá và tham mô chúng ta thường thấy từ này có nghĩa là pháp. Nhưng ở đây là cái sự đúng đắn. Sự đúng đắn. Ahimsa là sự không hãm hại. Sự không hãm hại. Câu thứ hai, ahimsa sanya mo dhammo. Ahimsa sanya mo dhammo. Ahimsa là sự không hãm hại. Sanya mo là sự thu thúc. Sanya mo là sự thu thúc. Dhammo là sự tự chế. Sự tự chế. Chữ đa mô này nó còn một cái ý nghĩa mà chúng ta có thể hình dung được là vị mà được khéo huấn luyện.
có cái sự khéo huấn luyện từ cái nội tâm, tâm mô tự chế hay là chế cục tâm mô. Câu thứ ba, câu kế tiếp, sa về quan ta ma lo thi ro, sa về quan ta ma lo thi ro. Sa là vị sa, cái từ nguyên mẫu, nếu mà đúng trong ngữ pháp thì là phải là so. Tuy nhiên thì đây là cái văn kệ cho nên có những cái từ phải dùng cho nó hợp theo cái lý của cái lẽ của văn kệ. Xá vị ấy về, thật vậy, đương nhiên. Quantamalo, 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 Quanta cộng với lại Mala. Quanta là đã được thanh lọc, chữ Mala là cấu quế. Chúng ta cũng vừa ôn cái phẩm Mala Quốc Gá, phẩm cấu quế. Ma lá là câu quế, quan tâm ma lô là người đã, hay là người đã có câu quế được rũ bỏ, hay là người không có câu quế đó, để được thanh lọc, đã được rũ bỏ. Quan tâm ma lô Thiro, Thiro vững chãi, Thiro vững chãi. Câu kế cuối cùng, Thero ý tí và quốc trẻ tí, Thero ý tí và quốc trẻ tí. Thero là trưởng lão, Thero là trưởng lão. Ngày xưa cái từ Thero này sử dụng giống như là cái từ Bhikkhu, là vị tỳ khưu. Thero Bhikkhu. Và có cái sự phân biệt đó là Anuthero, Thero hoặc là Mahathero. Anuthero là những cái vị đó là mới tu. Còn Mahathero là những vị tu lâu, là đại trưởng lão, là những vị trên 10 hạ đó. Ý tí là cái từ để chúng ta nhấn mạnh trong một kép. Nếu mà trong tiếng Việt chúng ta chữ thero là để trong một kép đó, thưa quý vị. Thero ý tí, tức là chữ thero để trong một kép. Bá quốc trợ tí được gọi, bá quốc trợ tí được gọi là bá quốc trợ tí được gọi là. Vậy như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 261. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 261 có nội dung như sau. Yam hi san Yami satchanja dhammo cha ahimsa sanya modamo sa ve vantamalo tiro hero iti bhavuchati. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc trí không cấu quế, mới xưng danh trưởng lão. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu và Nam Mô Bụt Thầy dạ. Và tiếp theo sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng, về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 261 này. Câu 261 này cùng một cái duyên sự cũng như là có một cái ý nghĩa liên kết với câu 260. Không phải vì bạc đầu mà được gọi trưởng lão, chỉ có tuổi tác cao, danh chỉ xứng lão ngu. Ai chân tập đúng pháp, bất hại biết chế phục, kẻ trí không cố quế, muốn xứng danh trưởng lão. Duyên sự chúng ta cũng được nghe qua, đó là
nhóm câu kệ ngôn pháp cú này được Đức Phật ngài nói lên khi ngài ăn ngự tại Chitawana, đề cập đến một cái vị tỳ khưu trưởng lão tên là Lakuntakapatiya, tỳ khưu trưởng lão. Thì ở trong cái bộ Pali Propaname đó thì có đề cập đến cái vị Lakuntakapatiya Thera này rất là chi tiết. Thì tình đại xin được trích lục ở trong đây một phần. Vị Lakuntakapatiya này là một thuộc về gia đình giàu có ở trong thành Savatthi. Ở trong thành Savatthi, nhưng mà khi mà cậu Lakuntara này sinh ra đó, sở dĩ mà có tên là Lakuntara, Lakuntaka đó, có nghĩa là người lùn, có nghĩa là người thấp bé, nhỏ bé, cái tướng của ngài nó rất là nhỏ. Lakuntaka, bởi vì cái thân tướng của ngài nó hạn chế như vậy đó, nó không có được to lớn như người thường đó, thì mọi người đã đặt cho ngài cái tên là Lakuntara, bởi vì cái hình tướng bên ngoài. Nhưng mà ngài được cái phước, ngài được cái phước đó là cái thân hình màu da rất là đẹp, màu da rất là đẹp, và đặc biệt đó là có một cái giọng nói rất là trìu mến, có một cái giọng nói rất là hay. Khi mà ngài thuyết giảng cho Phật tử, cho thính chúng, một cái giọng nói rất là đẹp. Và trong phần Pali Propaname có kể rằng khi mà cái duyên lành để ngài Lakuntara, ngài Patiya đến với lại Phật pháp đó, đó là vào một cái ngày lễ, một cái ngày lễ hội. Thì khi mà quan sát những người xung quanh tham dự lễ đó, thì thấy họ vui cười, hé lộ những cái hàm răng, mà không biết cái duyên lành như thế nào đó mà ngài nhìn cái hàm răng đó, ngài nhìn cái nụ cười, nhìn thấy cái hàm răng đó lại liên tưởng đến cái sự quán tưởng về thân thể trược. Liên tưởng và quán tưởng về thân thể trược, và đã phát đã phát triển về cái thiền định, và phát triển về cái sự quán tưởng đó, phát triển về thiền đó, và quan hỷ với cái sự mà thiền của mình, cũng như là phát triển về cái thiền quán tưởng về 32 tỷ trường đó, và sinh xuất gia. Sinh xuất gia. Và sau đó thì chứng được cái quả Anagami. Sau khi xuất gia rồi đó thì được cái sự khích lệ của ngài Sariput, và nhờ cái sự nhắc nhở cũng liên quan về cái quán thân thể trược mà ngài đã trở thành một cái vị thánh tăng A-la-hán. Ngài cũng trình trong cái phần Pali Propaname cũng trình bày luôn cái duyên lành làm sao để mà ngài có được cái thân tướng đẹp cũng như là cái giọng nói tốt. Ở trong thời kỳ của ngài Padmottara đó, Đức Phật Padmottara, thì ngài đi đến nghe pháp, ngài là một cái người Phật tử. Khi mà nghe pháp với một cái vị đệ tử của Đức Phật đó, và quan hỷ với cái giọng điệu cũng như là cái cách thuyết giảng của cái vị đệ tử, cái vị pháp sư đó, và ngài đặt phát nguyện, ngài đặt phát nguyện để mà được giống như vậy. Đó là cái nguyên nhân để mà trong cái kiếp hiện tại này, tuy rằng cái thân hình của ngài nó không có được to lớn, nhưng mà ngài được cái phước báo về cái âm giọng. Và cái lý do mà cái thân hình ngài nhỏ bé đó, thì ở trong thời kỳ của ngài Đức Phật Kassapa,
Lúc đó thì ngài Lakuntaka Lakuntaka đó Lakuntaka ta là từng là một cái kiến trúc sư trưởng, là cái người quản lý để trong cái việc xây dựng một cái đền, một cái tháp để mà thờ Phật, thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa đó. Thì ngài là một người quyết định xây như thế nào. Thì trong cái cuộc họp để mà đưa ra cái ý kiến là xây, nên xây cái tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa đó, cái mô hình cũng như là cái quy mô, thì lúc đó cái vị trưởng, cái vị mà thầu đó, thầu trưởng đó, cái vị mà kiến trúc sư trưởng đó mới thiết kế. Nhưng mà cái lúc đó ngài lại có một cái tư tưởng, đó là thiết kế làm cho nhỏ cái mô hình đó lại, làm cho cái mô hình đó nhỏ lại. Và chính vì cái tư tưởng này và cái thiết kế, bản thiết kế này, cho nên là cái nghiệp duyên mà sau này ngài sanh ra trong đời đó, ngài có cái thân hình bị nhỏ bé. Thì đó là một cái số điểm mà Tịnh Đạt xin được trình bày ở đây, ở trong thông qua cái bộ từ điển Pali Proper Name. Cũng có nhiều cái chi tiết khác nữa, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ trích một số cái điểm ở trong đây mà thôi. Quay lại với lại cái duyên sự này, đó là liên quan đến Đại Đức ngài Lakuntaka Phatiyat. Thì khi mà Đức Phật ngài đang ngự tại chùa Chetavanas, chùa Kỳ Viên, thì ngài Lakuntaka Phatiyat lúc này đã là một cái vị thánh tăng A-la-hán rồi, mới đi đến hầu Đức Phật. Sau khi hầu Đức Phật nghe Đức Phật sắp tấn giảng dạy, thì ngài mới xin phép đi ra ngoài. Và ngay chỗ cái hướng mà ngài đi ra đó, thì cùng lúc đó có 30 vị tỳ kheo khác đi vào để mà ý kiến Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật ngài tiếp 30 vị tỳ kheo từ nơi khác đến đó, thì Đức Phật ngài muốn nhân cái cơ hội này để mà khích lệ tâm tánh cho cái nhóm 30 vị tỳ kheo. Thì Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh của ngài Lakuntaka Phatiyat để mà làm cái đề tài. Thì Đức Phật ngài bắt đầu bằng cái câu hỏi, đó là các vị đến đây, ngài hỏi nhóm 30 vị tỳ kheo đó, các vị đến đây khi mà đi vào cái hương thất đó của Như Lai đó, thì các vị có trông thấy một cái vị trưởng lão hay không? Có trông thấy một cái vị trưởng lão đi ra hay không? Thì nhóm 30 vị tỳ kheo này thành thật bạch Đức Thế Tôn là chúng con không có thấy. Đức Phật ngài hỏi đại rằng đó là các vị thật sự là không thấy ai không? Thì nhóm 30 vị tỳ kheo này bạch Đức Thế Tôn, thật sự là chúng con không thấy một cái vị trưởng lão nào hết. Tuy nhiên thì chúng con có thấy là một cái vị sa di từ hương tấn Đức Phật đi ra. Do là cái thân hình nhỏ bé của ngài Lakuntaka Phatiyat, cho nên nhóm 30 vị tỳ kheo này hiểu lầm là một vị sa di, là một vị sa di trẻ tuổi, nhưng không biết đó là một cái vị trưởng lão, một cái vị thánh tăng a la hán. Thì sau khi mà hỏi xong câu hỏi, thì Đức Phật ngài mới giải thích cho nhóm 30 vị tỳ kheo này nghe rằng cái vị mà vừa mới đi ra đó không phải là vị sa di, là một vị trưởng lão. Một vị trưởng lão. Thì nhóm 30 vị tỳ kheo này không có hiểu, lúc đó chưa có hiểu, thì nó mới bạch bài Đức Phật này, tại sao vị đó gọi là trưởng lão, là một vị tỳ kheo, là một vị trưởng lão, trong khi đó tuổi nhìn nó có vẻ là còn trẻ, còn khá là gặp cái
cộng với cái tình nhỏ bé nữa, thì tại sao được gọi là một cái vị tỳ kheo, một vị trưởng lão? Thì nhân cái cơ hội đó mà Đức Phật Ngài nói lên hai cái câu kệ ngôn này. Không phải vì bạc đầu mà được gọi trưởng lão, chỉ có tuổi tác cao, nhân sinh xứng lão ngu, ai chân thật đúng pháp, bất hại biết chế phục, kẻ trí không có quế mới xưng danh trưởng lão. Thì khi đó đó, Đức Phật Ngài nói các vị tỳ kheo này, các tỳ khưu, ta không gọi thê rá vì lẽ là tuổi trẻ, tuổi cao hạ lớn, mà lẽ được ngồi ở chỗ ngồi của trưởng lão thượng tọa là vì ai thấu triệt tứ diệu đế, không có tâm não hại đại chúng, người ấy mới xứng danh là thê rá. Ở trong cái phần này, thưa quý vị, rằng Đức Phật Ngài đang muốn làm cho tâm của 30 vị tỳ kheo được thấu rõ về cái sự quan trọng của cái pháp hành, hay là nói về cái việc những cái tính chất, những cái những người có được cái sự khéo huấn luyện ở trong tâm hồn, như là sự chân thật, như là sự đúng pháp, như là sự biết thu thúc, như là sự không có não hại, hay là có cái tâm mà hãm hại người khác, như là những vị không còn phiền não. Thì những cái tính chất này, những cái giá trị này sẽ làm lên một cái vị trưởng lão. Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh về cái pháp hành của một cái vị xuất gia, không phải vì tu lâu năm, vì tuổi cao, vì tuổi hạ lớn, mà được giảm trừ các phiền não, cũng như là xứng danh một cái vị trưởng lão đúng nghĩa, là những người đã thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Mà chỉ có những người thật sự đem tâm mình, đem cả cái cuộc đời của mình để mà thực hành, để mà hành pháp. Những vị mặc dù là còn trẻ tuổi hay là tu lâu năm cũng không có quan trọng bằng cái việc đó là cố gắng để mà phát triển những cái phẩm hạnh, tính chất của một vị xuất gia, và cuối cùng là tẩy trừ các cái phiền não, trở thành một cái vị vô lậu. Đây là một cái điều quan trọng mà Đức Phật Ngài muốn hướng đến. Với cái sự sách tấn của Đức Phật và cái hình ảnh sự hiểu lầm trước đó, tưởng là một cái vị sa di trẻ tuổi, nhưng cái vị đó là một vị thánh tăng vô lậu, thì cái sự quan hỷ, cái sự bất ngờ và cái giá trị cốt lõi của một vị trưởng lão đó đã làm cho tâm của 30 vị tỳ kheo này sẵn sàng để mà nghe Đức Phật Ngài thuyết pháp. Thì sau cái lời sắp tấn đó, sau cái thời giảng pháp đó của Đức Phật, nhóm 30 vị tỳ kheo này cũng có cái duyên lành để mà đắc được đạo quả A-la-hán. Ở trong ngoài xã hội cũng vậy thôi, thưa quý vị. Chúng ta cũng không thể nào mà đánh giá một con người qua cái vẻ bề ngoài, nhìn mặt và bắt hình dung. Cho dù chúng ta có kinh nghiệm đến đâu đi nữa, nhưng mà kinh nghiệm chúng ta cũng là cái kinh nghiệm, nó có cái hạn chế và nó không có chuẩn mực 100%. Những cái sự bối toán tiên đoán dựa vào những cái
cử chỉ vào những cái thể hiện từ bàn tay, từ cái nét mặt, từ cái tướng đi. Đó là những cái người có thể tiên đoán được cái người này có cái tính tình như thế nào, có cái tương lai như thế nào. Nhưng mà không có bảo đảm 100% là như vậy. Chỉ khi nào đó mà mình ở chung với cái người đó, mình muốn hiểu người đó, mình ở chung, mình tiếp xúc, mình nói chuyện, mình đặt ra những cái vấn đề, những cái câu hỏi, rồi mình thắc mắc. Qua một thời gian thì chúng ta có thể nhận định được cái người này có thật sự là người tốt, có thật sự là người hiền, có thật sự là cái người bạn lành mà chúng ta tiếp cận hay không. Và cái sự đánh giá đó thật sự ra có lúc thì cần, có lúc thì chúng ta cũng không cần phải chú trọng vào nó. Bởi vì bản thân mình còn chưa có đủ khả năng để mà nhận định. Nói một cái điều đó là đôi khi chúng ta sống ở trên cuộc đời này mấy mươi năm mà chúng ta bảo rằng mình chưa hiểu mình á, thì có lẽ có thể bởi vì khó nhận được. Mà thật sự ra mình hiểu mình được bao nhiêu? Mình hiểu mình được bao nhiêu? Bởi vì mình ở trong cuộc đời này á, mình chỉ là nhớ giỏi lắm là từ cái thời những cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời thôi. Chứ chúng ta không thể nào nhớ được tất cả những cái gì liên quan đến mình từ nhỏ cho đến lớn. Chúng ta chỉ nhớ những cái sâu chuỗi quan trọng, những cái thay đổi, những cái ngã rẽ, những cái quyết định. Còn những cái cuộc đời trước đó nữa thì sao? Và trong những cuộc đời trong tương lai nữa thì sao? Bởi vậy mà để mà hiểu được bản thân mình á, mình có cái tính cách như thế nào, mình có phước thiện, phước lành, ác ý như thế nào, mình có cái nguyện vọng, mình có cái khuynh hướng như thế nào, và thật sự là nó rất là khó. Nó rất là khó. Bởi vậy mà nói rằng để mà mình đánh giá người khác chi bằng tốt hơn, mình để dành cái thời gian công sức đó để mà mình đánh giá bản thân mình. Đánh giá ở đây để cho mình hoàn thiện hơn. Để cho mình hoàn thiện hơn. Để mà trở thành một cái người mà thiện đó, ở trong đây Đức Phật ngài nêu những cái phẩm hạnh. Hiện tại ở trong cái câu chuyện duyên sự này thì là phẩm hạnh của một vị thánh tăng A-la-hán là ngài Lakuntaka Phatiyat. Chúng ta cũng có thể dựa vào đây mà chúng ta noi gương và có cái hướng đi theo những gì mà Đức Phật ngài dạy. Những cái phẩm hạnh đó là gì? Ở trong cái bài câu pháp cú có nêu đó là cái sự chân thật. Cái sự chân thật. Cái sự đúng pháp hay là hợp lẽ. Cái sự thu thúc, cái sự không não hại. Đó là những cái giá trị của con người. Một cái người tuy rằng không có giàu sang, không có phú quý, không có bằng những cái người giàu có khác, tuy nhiên nếu như là phát triển được những cái phẩm hạnh này thì cũng đáng cho chúng ta kết bạn, đáng cho chúng ta quý trọng. Bởi vì những người này là những người có cái gọi là ngọc trong đá. Tuy rằng bề ngoài á, thì không ai phát hiện là cái người nổi trội, nhưng mà khi mà tiếp xúc, khi mà giao du thì chúng ta lại thấy rằng cái người này thật sự ra là rất là... Bởi vì trong cuộc đời này thì quý vị rằng ở trong một cái gia đình, ở trong một cái xã hội mà chúng ta giao du tiếp xúc đó, thường chỉ sử dụng đó là giao tiếp, ngoại giao, xã giao. Chứ mà tìm để mà có một cái người có những cái phẩm hạnh như là cái sự chân thật hay là những người có cái sự tu túc,
đối với người cư sĩ, cái sự thu thúc nó quan trọng không kém cái người xuất gia thôi quý vị. Cái người thu thúc là cái người biết đủ. Bây giờ đó, cái sự biết đủ là sao? Biết đủ đó là mình có khả năng mua cái món đồ, bất cứ món đồ gì mình cần, hay là mình bằng lòng với tất cả những món đồ gì mình có. Đó là cái sự thu thúc. Mình có khả năng chọn và mua những cái món đồ gì mình thích thì chưa được gọi là thu thúc. Mà mình có cái khả năng để mà bằng lòng với những gì mình đang có trong cái cuộc sống an vui, đó là sự thu thúc. Cái điều này nó, khi mà mình nói đến đây thì phải nói rằng cái cuộc sống ở trong đời người cư sĩ, cái sự thu thúc nó quan trọng không kém. Bởi vì nó là cái ước ao, cái nguyện vọng. Và đôi khi không có sự thu thúc đó thì chúng ta sẽ chiếm đoạt, muốn cho đạt được bằng mọi giá. Đôi khi dùng những cái biện pháp đó là không có đúng pháp. Chính vì cái sự thu thúc làm cho con người biết đủ, làm cho con người dừng lại khi mà đạt đến cái mức độ cảnh báo. Biết dừng lại, biết bằng lòng. Còn cái sự không não hại, không có ý định là hãm hại cái chúng sanh khác. Ở đây là con người, ở đây là động vật, ở đây là những chúng sanh có thức tánh. Cái giới sắc sanh đó, thưa quý vị, nó quan trọng hơn là cái việc gìn giữ giới sắc sanh để cho được cái tuổi thọ lâu dài. Đó là cái việc không có cái tâm não hại ở chúng sanh khác, thể hiện cái sự từ bi, rèn luyện và phát triển cái lòng từ bi đối với cái sự không não hại. Còn cái kết quả của việc không sát sanh, không não hại, đó là cuộc sống có được cái sức khỏe, có được cái tuổi thọ. Điểm này cũng là một cái điểm mà người cư sĩ Phật tử ta giữ giới chúng ta cũng cần lưu ý. À, đôi khi nói chỗ này thì nó hơi sai cái chủ đề tí xíu, nhưng mà sẵn thì tình đại xin được nhắc luôn. Đôi khi chúng ta làm phước, chúng ta giữ giới, chúng ta hướng về cái kết quả. Thưa quý vị rằng cái kết quả của việc giữ giới, của việc phước báo đó, chúng ta không hướng, cái kết quả nó vẫn xảy ra. Giữ giới để được trường thọ, giữ giới để được an vui, làm phước để được phước trổ giàu sang, làm phước để được cái sự nâng đỡ. Cái điều đó là đúng, cái điều đó là không có sai. Nhưng mà chúng ta chỉ dừng lại đó thôi thì chúng ta cũng còn bị thiếu kém. Bởi vì cái sự quan trọng hơn, cái việc làm thiện, làm lành hay là tạo phước báo đó, đó là cái việc mà càng ngày càng bớt đi cái phiền não. Giống như chúng ta đang nói về cái việc sát sanh. Thay vì chỉ nghĩ đến khi mà chúng ta phóng sanh, chúng ta ngừng lại trước cái sự mà sát sanh con vật đó, chúng ta dừng tay lại, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm như vậy thì mai mốt á, kiếp sau hay là trong đời này chúng ta bị yểu thọ, chúng ta bị tai nạn, chúng ta bị chết rất bất đắc kỳ tử, là chúng ta dừng lại, chúng ta không sát sanh để được sống lâu. Cái điều đó không có sai, nhưng mà chúng ta phải phát triển hơn một bước nữa, đó là không sát sanh bởi vì chúng ta có cái lòng từ bi. Chúng ta không nở xuống tay bởi vì cái lòng từ bi chứ nó không cho phép. Và chúng ta biết dừng lại để mà gìn giữ và phát triển cái lòng từ bi. Chính cái lòng từ bi này nó sẽ là cái hành trang tiếp tục đi theo chúng ta trong nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Đó là cái sự quan trọng của việc giữ giới, cũng như là cái việc làm phước làm lành. Chúng ta hướng đến cái việc như là bố thí, là xả tài, là ly tham, là bớt cái sự dính mắc, nó tốt hơn là chúng ta chỉ hướng đến cái kết quả của việc làm phước, chúng ta là hưởng cái phước, hưởng cái quả. Thì
Rồi nữa đó là sự tu túc, sự không hãm hại. Sự biết chế phục, biết tự chế, biết tự chế. Tịnh Đạt có đưa một cái cụm từ đó là cái Dhammo, đó là sự tự chế hay là sự chế phục, mà còn có nghĩa đó là người được khéo huấn luyện. Ở trong cái pháp danh của Tịnh Đạt đó, cái chữ đạt á, thì thật sự là trong tiếng Việt thì chúng ta nghĩ đó là chữ đạt là được, là có, nhận được cái gì, đạt được cái gì. Nhưng mà trong Pali đó, cái từ Santa là tịnh, lấy theo cái pháp danh của Ngài Tịnh Sự, kỷ niệm cái pháp danh của Ngài Tịnh Sự. Còn cái từ đát tá trong cái từ đạt đó, nó có nghĩa xuất phát từ tâm mô, đó là người được theo huấn luyện. Santa đát tá, Santa đát tô. Cái từ đát tô này, cái từ đát mô này nó rất là hay, nó rất là hay. Cái sự chế phục, cái sự tự chế đó, thì chúng ta khó có cái thể hình dung ở trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà người được khéo huấn luyện hay là người được khéo giáo dục đó, thì chúng ta sẽ dễ hình dung ra. Khéo huấn luyện hay là khéo giáo dục là sao? Một cái người sống theo bản năng đó, giống như là trong cái thời tiền sử, hay là người sống không có theo pháp luật đó, người không có được giáo dục bởi cái một cái môi trường, một cái xã hội hay là một cái quy củ của một cái tổ chức, thì cái người đó là sống vô giáo dục, vô tổ chức. Thích làm gì làm, thích nói thì nói, thích đi đâu thì đi, không biết cái người xung quanh. Còn cái người mà đám mô đó là cái người được khéo huấn luyện, khéo giáo dục đó, là cái người đó biết ý tứ, được ông bà cha mẹ dạy dỗ, được trường lớp thầy cô dạy dỗ giáo dục, rồi bên cạnh đó được những vị thầy, những vị sư, những người hướng dẫn đạo tâm linh, dẫn dạy dỗ về cái nội tâm, thì phải thật sự ra cái người đó đi đến đâu, ở trong hội chúng nào cũng có được cái sự khen ngợi, cái sự nổi bật, bởi vì có cái sự huấn luyện, có cái sự giáo dục. Quý vị nghĩ rằng cái đời sống xuất gia không cần học hay sao? Nhiều lắm. Những vị nào đã từng xuất gia, cho dù là gieo duyên, cho dù là một tháng, ba tháng, một năm, cho dù là sa di, cho dù là tỳ kheo, các vị sẽ nhận ra một cái điều đó là khi đắp y, cạo đầu đắp y, học nhiều lắm. Ở đây học, ngoài cái giáo lý, ngoài cái lịch sử, ngoài cái kinh điển, còn những cái học về cái tăng tướng, về cái y, bên nào trái, bên nào phải, mặc thế nào cho đúng, không có bị xấu. Rồi phải học cái cách đi, cái cách đứng, cách ăn, quan trọng. Rồi cái cách thuyết pháp, cái cách giảng đạo, học nhiều thứ lắm. Thì như vậy được gọi là cái người được khéo huấn luyện hay được khéo giáo dục. Nếu như một cái người, kể cả người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ, mà được ở một cái môi trường trong gia đình có ông bà cha mẹ là những người chuẩn mực, ở trong một cái trường học, một cái xã hội chuẩn mực, thì chắc chắn rằng cái người này sẽ được ảnh hưởng, hấp thụ những cái sự giáo dục tốt đó. Và duyên lành nữa thì gặp những cái người, những cái vị xuất gia, những cái vị tu sĩ, những cái người hướng đạo, giúp cho người này có cái sự giáo dục, huấn luyện, chế ngự cái tâm, cái tánh của mình nữa, thì phải nói là tuyệt vời. Cái sự hướng đạo giáo dục từ bên ngoài xã hội đó, nó chỉ là làm cho con người đó trở nên theo cái chuẩn mực của xã hội, theo cái tư cách của xã hội. Nhưng về cái nội tâm đó thì chưa chắc, bởi vì còn liên quan đến là xử lý làm sao khi mà mình sân, xử lý làm sao khi mà mình tham, xử lý làm sao khi mà mình ganh tị, mình hơn thua, mình nóng nảy. Đó là những cái chúng ta cần phải học.
nếu mà chúng ta không có học đó, thì chúng ta lại không có biết cách xử lý và chúng ta dụng về. Và khi mà dụng về rồi thì phiền não rất là dễ xâm nhập và chiếm ngự mình. Người biết chế phù chế ngự là người giống như là mái nhà là khéo lọt như vậy đó. Biết xử lý các tình huống, không biết xử lý các tình huống, không cho cái phiền não nó xâm nhập, nó chiếm ngự, nó điều khiển. Đó là người biết chế phục về cái nội tâm. Thì đó là những cái phẩm hạnh của một cái vị thánh tăng là ngài Lakuntaka Phatiya mà Đức Phật ngài đang đề cập đến. Tuy nhiên thì những cái phẩm hạnh này chúng ta có thể nương theo một cách thực hành từ từ. Chúng ta có cái mục đích để chúng ta hướng đến, để chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 261 liên quan đến cái tích chuyện duyên sự của ngài Lakuntaka Phatiya, nói về cái việc đó là ngoại hình bên ngoài không phải là quá quan trọng để đánh giá một con người, mà phải nói đến cái việc đó là pháp hành, cái bản tánh được huấn luyện. Có những cái phẩm hạnh không có sự hãm hại đối với chúng sinh khác, hay là có cái sự chân thật, có cái sự đúng pháp, thì đó là những người có cái giá trị, có cái phẩm hạnh, phẩm chất quan trọng hơn hết bằng những cái pháp hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đại xin được chia sẻ qua câu kệ ngôn pháp cú số 261 kết thúc tại đây. Một lần nữa chúng con xin được tri ân chư tăng và toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh và các cái buổi sinh hoạt khác trong tuần. Kính chúc chư tăng và tất cả quý vị luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin kính mời cô cảm ơn trả lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Namo sabba mangalam rakkhanto sabba devata sabba buddha anuha vena sada sati huvantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabba devata sabba dhamma anuha vena sada sati huvantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabba devata sabba sangha anuha vena sada sati huvantu te. Thưa các anh phu ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của cháu Pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng có sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta sam ti mi ha ra wa si ni thu be ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê hệ ra cha mat cha na wa ca cha biết cha vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa mi ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su chi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te
tappe pi dukkha sa kharon tu sangha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma ra cha mut ya na sang kho tu sa ma kho va atha ya cha ni ta ya cha amhe ra kham tu sat tham mo sappe pi dhamma cha